Còn tại tỉnh Hà Giang, vào chiều ngày 17 tháng 10, sau 4 ngày xét xử thì đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cũng đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù cho các bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi tại địa phương này. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hoài, nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, mức án từ 8 năm đến 9 năm tù. Đề nghị tuyên phạt bị cáo Vũ Trọng Lượng, nguyên phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, mức án từ 7 đến 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đối với nhóm bị cáo phạm tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Chính, nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, bị cáo Lê Thị Dung, công an tỉnh Hà Giang với mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù giam. Đề nghị tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Khuông, nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo.